rây đen thui, không còn ngôi lên lặng xuân. Cá vàng vô trong dìa nằm, thế là nhà chúng ta có món cá chiên tuyệt vời. Oh yeah! What? Để đặt hàng, các bạn lên shop đi Sunny Fun TV hoặc website sunnyfuntv.sim.tv. Sunny sẽ để đường link ở dưới phần mô tả. Và các bạn đừng quên theo dõi Sunny trên Instagram. Xin chào, Sunny đã trở lại rồi đây. Và Sunny đã trở lại và đầy lợi hại. Hại hơn xưa. Đây là có hại ăn hại hơn xưa đó mọi người. Và slam đầu tiên đó là một chất clear không. Thì rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Sunny có bán hũ clear không màu không và không trong. Thì đây, Sunny bán rồi đây. Mọi người có thể đặt 24/7 ở trên website cùng với lại Shopee Sunny Fun TV nhé. Và slam này thì cực kỳ trong, đặc và dẻo. Ngoài ra thì sẽ có một cái mùi rất đặc trưng, đó là mùi thơm ngọt của hương dâu rừng hay là mix với lại mùi hoa anh đào. Nói chung là hai cái mùi nó lẫn với nhau, rất là mùi, rất là ngọt luôn. Rất là nhiều người thích cái mùi này đó. Vậy đó. Và các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh cho Sunny, bởi vì sắp tới Sunny có một video rất là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Và đừng quên follow Sunny trên Instagram luôn. Ngoài ra thì sau một thời gian hết hàng vắng bóng là combo ong yêu hoa, thì nay combo ong yêu hoa đã trở lại và sẽ tiếp tục được bán trên Shopee và website cũng 24/7 các bạn nhé. Tuy nhiên thì cái con ong trong ong thì nó đã biến dạng, nó trở thành con ong to hơn. Vậy nên là Sunny chỉ để một con thôi. Bữa nay bé xíu này để hai con, bây giờ nó to đùng, tôi bỏ một con. Và chất slam thì vẫn y như cũ thôi. Và đặc biệt là đã có thêm mùi hương. Vậy nên là các bạn thích chơi slam ở ong, đừng quên lên website để đặt slam này nhé. Tôi yêu người nên yêu bằng trái tim. Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa ra rồi. Nghe câu hát thì các bạn đã đoán được tên của slam rồi đúng không? Slam này sẽ đi kèm với một cái viên kim cương. Và nó có hai màu, một đỏ và một màu clear, clear, clear không. Ngoài ra thì Sunny sẽ tặng cho các bạn khi mua hũ slam này đi kèm, không phải là đi kèm với hũ slam này, sẽ là một cái lá giáp vàng để cho các bạn làm thế này nè. Trời ơi, cảm giác đắp lá giáp vàng lên phê, cực kỳ phê luôn các bạn ạ. Thế này nhé, cực kỳ lấp la, lấp lánh, long lanh. Kiểu như là đây một cái hũ slam rất là giàu, vừa có vàng, vừa có kim cương. Trời ơi. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Đó là tên một bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Thủy Tiên và Đăng Khôi. Bài hát có tên là Cô bé mùa đông. Và Sunny cũng lấy cái tên bài hát đó đặt cho slam này luôn. Bởi vì các bạn thấy đấy, cái Charm là một cô bé rất là xinh, mặc một bộ đồ mùa đông.
và Sunny phải nghĩ ngay việc phải làm một cái slam liên quan đến mùa đông và có cô bé. Thì tất nhiên là mùa đông mà có cô bé thì là cô bé mùa đông rồi. Và bên trong là có rất là nhiều cái bông tuyết to, bông tuyết nhỏ và có những cái charm bông tuyết nữa. Và nó có một màu xanh nhẹ rất là xinh luôn. Và nó được đựng trong cái hũ trái tim choang choảnh. Nên là các bạn mà thích cô bé mùa đông thì đừng quên ring em đấy về ngay nhé. Và đây là một slam soap. Thì các bạn rất thích slam soap của shop Sunny. Thì Sunny sẽ cố gắng đợt này và đợt sau restock thêm các mẫu slam soap cho các bạn. Và bây giờ Sunny muốn thông báo rằng trên website Sunny cũng ship toàn quốc luôn. Vậy nên là các bạn chú ý nhé. Và khi các bạn đặt hàng trên website thì các bạn nhớ nhắn tin cho Sunny để xác nhận đơn hàng. Hoặc là khi Sunny nhắn tin các bạn phải trả lời ngay, nếu không đơn đấy sẽ bị hủy. Ok. Và Sunny vẫn tất nhiên ưu tiên cho các bạn đặt trên Shopee trước rồi. Hai bay xin xin, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngồi lên lặng xuân, cá vàng cháy đen thui thui lui. Hai bay đen thui, không còn ngồi lên lặng xuân, cá vàng vô trong dìa nằm, thế là nhà chúng ta có món cá chiên tuyệt vời. Oh yeah! What? Thề với các bạn đó không phải là giọng hát của Sunny nhé. Sunny không hát dở vậy đâu, mà Sunny hát dở hơn cơ. Và các bạn rất thích cái hũ vuông này, à hũ chữ nhật này, nên là Sunny quyết định là sẽ restock thêm mẫu ở trong hũ chữ nhật này. Hũ đầu tiên có tên là cá vàng bơi trong chảo rán. Ở trong này sẽ kèm một cái charm hình ngôi sao, một cái charm hình con cá vàng như màu đỏ. Tuy nó màu đỏ nhưng người ta vẫn gọi nó là cá vàng. Dù nó là cá vàng nhưng mà nó màu đỏ, nhưng nó màu đỏ không có nghĩa là nó không phải là cá vàng, và nó là con cá vàng màu đỏ. Tóm lại là như vậy các bạn nhé. Và slam này sẽ có kèm thêm một số hạt bơ và có cả rong rêu nữa. Và mỏ nó chu như con cá đang bơi bơi lên vậy này. Một con cá quái thai dị dạng, tính cá vàng nhưng mà lại màu đỏ. Cũng tiếp theo là một dạng hũ hình chữ nhật tiếp. Thì trong slam này sẽ có 3 cái charm. Một con lợn, một con cừu và một con bò. À quên, một con heo. À mà không đúng. Con lợn miền Bắc là con lợn miền Bắc. Nhưng khi nó vào miền Nam nó thành con heo. À. Và lễ ý tưởng là việc là giống như một nông trại, có rất là nhiều con vật khác nhau. Và sau khi ông chủ, ông ấy đi vắng thì mấy con vật, mấy con gia súc gia cầm ở trong cái nông trại đó sẽ nổi loạn. Giống như thế, yeah ông chủ đi rồi, chúng mày ơi chúng ta mở tiệc thôi, yeah yeah bạc đi bạc tê quẩy thôi, kiểu đại loại là vậy. Vậy nên là tạo nên một nông trại nổi loạn. Và từ đó có cái slam nông trại nổi loạn đến từ Sunny Fan TV. Các bạn thấy Sunny có nhiều ý tưởng kỳ dị không? Và nếu như các bạn thích Sunny thì đừng quên cho Sunny một subscribe nhé. Các bạn hỏi là Sunny tại sao kênh ít sắc vậy, thì Sunny bắt đầu từ con số 0 giống như các bạn vậy. Chứ Sunny đâu có sẵn một kênh 100.000 100.000 subscriber sau đó là đi VI cho kênh khác của mình kiếm sắp nó chạy ù đâu. Sunny bắt đầu từ giống như các bạn, vậy nên là bạn nhớ ủng hộ Sunny nhé. Tuần này Sunny lại restock một mẫu cao slam, đó chính là bánh cherry. Đợt trước chúng ta có bánh trai đào, bây giờ chúng ta có bánh cherry. Và trong bánh cherry này sẽ có những chiếc lá cục với là một ít phimo trái cây, phimo bông tuyết. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái trái cherry. Đây, trái cherry rất là xinh, rất là ngon. Cherry này có cả lá luôn các bạn nhé. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Các bạn thích bánh cherry này không? Thank you.
Mẫu clown tiếp theo được đựng trong hũ Yulai chính là Slamante Doraemon. Tani không biết đặt tên gì nên tạm gọi nó là Doraemon. Và trong cái slam này có một cái charm Doraemon rất bự. Và bá cười tét đúng, cười như địa chủ được hồ ngô. Cười như thể là mà không có 10 cái răng này hở. Kiểu như và trong cái slam này có kèm những bông tuyết và những bông hoa to to này nhé. Đấy, đây là cái charm. Trời ơi, bà cười cười như thế. Và đây là chùm cuối của chúng ta. Các bạn có thấy vừa rồi hai quả cầu nàng Tinkerbell đang quẩy trong quán bar không? Bùm 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 nhạc cứ như thế mới là đang quẩy trong bạc lá vậy. Và slam thiên bản đặc biệt lần này đó chính là trong quả cầu. Quả cầu này chứa clear slam và bên trong là nàng Tinkerbell cùng bông tuyết và những hạt pom pom. Siêu siêu phẩm luôn. Sau khi chơi slam này các bạn có thể dùng cái quả cầu này đựng cái nàng tiên Tinkerbell này và treo lên một góc học tập nào đó các bạn, vì có cái chỗ để treo mà. Cực kỳ xinh luôn, các bạn có thể bỏ thêm nước hoặc cái gì bên trong vào cũng được nếu như mà sau khi các bạn chơi slam rồi. Và chất clear thì Sunny không nói thêm nhiều nữa vì độ đẹp và lung linh của nó. Sunny cũng không nói thêm nhiều nữa. Và video của Sunny đây là hết rồi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký và nhấn một cái chuông để nhận được thông báo khi Sunny ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. À đừng quên ủng hộ Sunny trên website và Shopee Sunny Fan TV nữa. Và theo dõi Sunny trên Instagram. Và như Sunny đã nói, sẽ tặng quà cho một bạn có comment hay và ý nghĩa. Thì Sunny đã chọn được bạn Dung Channel. Bạn Dung Channel nhớ liên hệ với Sunny để nhận quà là một combo slam thế giới. À, thế giới sushi hoặc nông trại vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.